Mình rất xin kính chào các bạn đến với chương trình Let's Cook in Việt Nam của Mạnh Đức. Hiện tại Mạnh Đức đang có mặt tại Cần Thơ và kế bên đây Mạnh Đức là Sophie Bảo Trân. Thì hôm nay Mạnh Đức tới Cần Thơ nhưng mà đặc biệt Mạnh Đức đang ở trong một cái khuôn viên, là khuôn viên gì em? Đây là khuôn viên du lịch sinh thái Vàm Sáng. Dạ, một cái tên hơi khó tí xíu. Nhưng các bạn biết không, ở đây nó rất là nhiều cái cây chanh trái ở đây. Ngoài ra là cái khung cảnh nó rất là thơ mộng, rất là đặc biệt. Anh ơi, hôm nay em thấy anh có những con ốc, nó đang bò kìa quý vị. Những con ốc này nó còn sống, hôm nay anh sẽ làm món gì vậy anh? Cái món ăn ngày hôm nay á, nó có tên là ốc bu nướng tiêu. Thì ở Việt Nam mình biết là tại vùng miền Tây á, ốc bu là một trong những loại đặc sản coi như là nó thường hay có và nó ăn nó rất là mát. Tại vì những cái loại thực phẩm nào mà nó có thành phần là chất nhớt nhiều thì những thực phẩm đó ăn rất là mát và rất là bổ. Thì ốc bu nó lại dễ kiếm và đồng thời nó sinh trưởng cũng nhiều và nó hình rất là bổ. Thì ốc bu này á, mình mua về nếu như đối với lại người ở đây á, thường họ sẽ ngâm với là một là nước ớt, hai là ngâm với nước vo gạo để làm gì? Để cho ốc nó nhả hết cái phần cát ra, cho ốc nó sạch đó, thì ốc nó sẽ rất là ngon. Và cái gia vị ở đây á, anh có là một ít tiêu đen ha, một ít tiêu trắng nè ha. Ngoài ra ở đây á, anh có một ít nước mắm, đường. Ngoài ra đặc biệt ở đây á, tại cái vườn sinh thái ở đây á, ở tại vườn sinh thái Vàng Xám á, mình Đức thấy ở đây nó có một cái loại tiêu xanh, một cái cây tiêu, thì tiêu xanh nó bỏ vô đây nó làm cho hương vị rất là thơm, nó kết hợp lại rất là nhiều thơm. Ngoài ra sẽ có một ít hành, đây hành hương nè, đó, một ít tắc. Còn trái này hồi nãy em nhớ là anh cũng hái ở ngoài vườn. Nên anh hái ngoài vườn đó, dạ. Để anh hái để kèm vô để chi sao. Tí anh cho vô cái sốt, nó tạo ra một cái vị chua nhẹ nhẹ. Và cái mùi và cái vị chua của nó giúp gì? Nó giúp cho con ốc mình ăn nó sẽ giòn hơn. Giòn hơn. Đây là một cái mẹo. Một cái mẹo khi mà đúng là nướng mà nước mắm nó đã giòn, nhưng mà khi một tí xíu chanh vô nó làm cho cái đồ giòn ăn nó sẽ sườn sực nhiều hơn. Ngoài ra ở đây anh có một ít lá đinh lăng để mình ăn kèm, một ít rau răm, rồi một ít phần mà lá này là cái này húng lủi ha. Hành này mình bỏ vô mình bầm nhuyễn để mình bỏ vô cái sốt cho nó đẹp mắt em ha. Thì công đoạn đầu tiên thì sẽ làm sốt. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần tiêu này vô bạn. Khói rất là cay em. Đầu tiên bà Trân muốn hỏi là tại vì bà Trân chưa bao giờ nấu ăn ở ngoài trời như vậy, thì làm sao mà anh biết là trong cái này là phải để lớn hay nhỏ? Cái lửa đúng không em? Dạ. Thì cái này nó là kinh nghiệm đầu bếp. Khi mình thấy cái món này hay là sao làm món này, nó đơn giản là mình không cần phải dùng cái điều là lớn nhỏ nhiều. Dạ. Đầu tiên là cái phần chảo mình nó nóng đi. Dạ. Mình sẽ cho cái phần tiêu này vô ha. Mình sẽ rang để cho tiêu nó thơm lên ha. Mình sẽ cho cái phần tiêu đen vô rang trước sẽ thơm dần lên. Và kế tiếp mình sẽ lấy một ít tiêu xanh này ha. Mình sẽ bẻ bỏ vô. Wow, rất là đó. Tươi. Đó. Mình đứt tiêu làm gì với mình rang để gì? Để cho nó dậy cái mùi. Những cái loại mà thực phẩm mà dính nó tới mùi hương á, mình khi mình rang lên nó sẽ rất là thơm ha. Ha. Còn mà quý vị đang xem ở nhà mà không có cái bếp như vậy á, ở nhà dùng cái bếp kia thì nó có khác chứ lại dùng cái bếp này không? Không khác em, nó cũng y chang như vậy. Dạ. Nó cũng chỉ tạo lên cho cái bếp mình nó nóng lên thơm lên. Bây giờ nó nghe cái mùi tiêu nó thơm rồi ha. Rồi, còn cái hành hương này nè, mình Đức sẽ lấy nguyên cái phần vỏ nãy luôn, mình cắt đôi ra. Mình không cần phải cho đẹp luôn, tại vì anh chỉ lấy cái hương thôi. Cái này anh chỉ lấy cái hương, anh sẽ cho toàn bộ vô. Cái này mình sẽ lấy hương, anh sẽ cho hai củ thôi. Cái việc mà nấu ăn ở dã ngoại á, Sophie biết không? Yeah. Nó rất là đặc biệt. Nó làm cho con người ta có một cái môi trường sinh thái nhiều hơn. Cho nên nó nấu ăn á, đối với anh á, mình nấu dã ngoại nó là một cái dạng nấu ăn nó sinh thái. Cho nên là mình càng nấu tự nhiên đồ ăn là sẽ càng ngon hơn ha. Mà khi mà anh bỏ vô anh không có cần bỏ dầu vô hay gì hết hả? Không em, tại vì cái món này á, anh đang làm cho nó thơm cái phần gia vị này lên. Mà khi làm gia vị thơm á, mình không cần cho dầu vô. Dạ. Rồi, bắt đầu nó thơm rồi nè, em thấy không? Nó thơm rồi, anh sẽ chuyển qua đây một xíu để mà theo kinh nghiệm của anh thì để ở đây nó sẽ nóng nhiều quá, mình sẽ không có canh lửa được. Tới đây là mình sẽ cho tổng cộng đây. Ở đây mình sẽ định lượng các bạn coi nha. Tổng cộng ở đây mình sẽ cho là 1 nè, 2, 3 và 4. Mình sẽ cho là 4 teaspoon nước mắm. 1, 2,
và 4 teaspoon đường. Nó sẽ cho tổng cộng là 4 teaspoon nước mắm, 4 teaspoon đường. Làm cái gì? Mình sẽ cho tổng hòa hỗn hợp này vô, mình sẽ nấu. Mình nấu khi nào? Mình sẽ nấu khi nào em biết không? Mình nấu khi nào mà bắt đầu là cái hỗn hợp này nè, cái đường nó tan, nó hòa quyện chung với lại cái phần mà nước mắm. Đó. Bây giờ mình cần nhiệt độ lửa mạnh hơn, anh sẽ để ra ngoài này. À. Nó nấu ra ngoài nó hơi khó khăn là những cái chỗ này đây, nhưng mà nó rất là đặc biệt, là nó sẽ cho em những cái phấn khích hơn ha. Rồi bây giờ cái đường ấy, anh thấy gần tan rồi ha. Dạ. Anh sẽ cho đây. Cái phần tiêu này là tiêu trắng ha. Tiêu trắng cái này các bạn nhớ là nó khá là cay, cho nên cái này mình cho theo phần lượng của cái người thực khách mình ăn. Dạ. Là người gia đình mình ăn thì mình ăn cay nhiều mình sẽ cho nhiều, cái ít mình sẽ cho ít. Còn cái tiêu kia mục đích là gì? Chỉ để cho nó thơm cái hương ha. Và anh sẽ cho ở đây là 1/2 teaspoon tiêu thôi. Ha ha, đủ rồi. Rồi em nghe cái mùi thơm chưa? Dạ có rồi. Wow. Rồi hồi nãy các bạn thắc mắc tại sao là chưa có tắt đúng không? Mà nước chưa cho. Bây giờ mình sẽ cho vô tắt nè. Bây giờ mình sẽ chuyển cái phần mà hỗn hợp gia vị này qua đây trước. Wow, rất là nóng nè. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy lên để hỗn hợp đi lên. Rồi kế tiếp mình sẽ cho cái phần này là tắt. Các bạn sẽ cho 4 muỗng teaspoon thì các bạn cho bao nhiêu, chứ các bạn chỉ cho một cái tắc là đủ rồi, không cần cho nhiều lắm ha, một trái thôi. Mình sẽ nặn trực tiếp đây ha. Nó sẽ làm cho cái sốt của mình á nó sẽ đặc biệt hơn, ăn có một cái hương vị đặc biệt hơn. Dạ, có cái mùi khác hẳn luôn. Nè nè, anh thấy anh cho Sophie nghe một cái mùi rất là thơm, rất là thơm đúng không? Wow, nó rất là thơm các bạn. Cái mùi này, cái mùi tiêu á, mà em nghe cái mùi tiêu á, nó không phải là mùi cay, mà cái mùi tiêu này là mùi gì? Là mùi của cái phần tiêu xanh và tiêu đen. Hồi nãy mình rang lên kết hợp sẽ làm cái mùi thơm lên ha. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho ốc bu lên. Món này làm rất là thú vị và rất là nhanh. Đó, mình sẽ cho lấy ốc bu đây. Anh thấy ốc bu đây. Wow. Con này nó còn sống hả anh? Em thấy nó còn bò vòng vòng á. Một số người họ sẽ dùng phương pháp làm họ sẽ luộc ốc bu chín rồi họ sẽ bỏ họ nướng. Nhưng anh á thì là anh là không làm cái đó. Mà mình làm cái này là mình có thời gian á, mình nên dùng cái cách là mình nướng ốc bu từ từ. Như vậy ốc bu nó sẽ ngon hơn và nó sẽ không có bị tình trạng là nó bị mất cái nước ngọt của nó ha. Mình giữ cái nước ngọt lại. Ốc bu này nó làm sạch rồi, anh sẽ xếp ốc bu này vô. Con này nó còn sống vậy cho anh sẽ cứu mạng của nó. Ok no. Anh sẽ giết nó. No. Oh, nó còn bò mà. Tí nữa cũng sẽ bò, bò vô bụng. Đó đó đó. Đó đầu, đó. Đó đúng rồi. Oh no. Nó đang bò vô bụng. Tội nó quá. Rồi mình sẽ lấy con này nữa nè. Dạ mình sẽ lấy thêm một con nữa đủ rồi. À. Rồi. Rồi. Ồ mấy con này con nào cũng còn sống hết tươi quá ha. Rất là tươi ha. Trong thời gian mình sẽ chờ đợi anh sẽ làm một cái dĩa mình trang trí món ăn này ha. Dạ.